Đây các bạn, đây là một cái đơn hàng chiều muộn nhất của anh em nhà Thành Sóc Trăng các bạn nha. Bây giờ là 5 giờ mấy rồi. Và đây là cá bầy. Mà hiện tại thì cá bầy của anh em nhà Thành Sóc Trăng cũng chia sẻ cho tất cả các bạn đó. Cá bầy đối với anh em chưa đặt á, thì anh không có nhận đơn nữa. Nhưng mà cái em này đặc biệt là em này ở trong tỉnh Sóc Trăng các bạn. Và bây giờ em ấy chạy xe tới đây tính tận chạy luôn rồi. Và em ấy lấy một bầy về em ấy trải nghiệm form để kinh doanh lại đó các bạn. Thì bắt buộc anh em nhà Thành Sóc Trăng phải chia. Và đây như các bạn thấy đây, đây là cá form của anh em nhà Thành Sóc Trăng này, không còn đủ cá để form nữa. Thì đối với cá beta thì hiện tại anh em chơi rất là nhiều, kể cả cá bầy, cá form luôn. Và hiện tại thì anh đang hụt hàng rất là nhiều các bạn. Và mưa rất là nhiều nên anh đóng nắp lại hết các bạn nha. Và đây những cái bầy cá như thế này đây, nó mới có lột lâm chớm rồi các bạn, nó chưa có lột hoàn thiện đâu, bởi vì nó mới có 3 tháng thôi, 3 tháng hơn một xíu thôi các bạn. Nếu như tất cả các bạn nào quan tâm thì các bạn cứ gì inbox của anh, khi nào có hàng thì các bạn sẽ thông báo cho mình các bạn nha.